Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin mời các bạn nghe chương trình phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trang văn nghệ chủ nhật. Mời các bạn nghe chương trình phát thanh Tiếp Chuyện Bạn Nghe Đài.
buổi sinh hoạt văn nghệ dành cho thiếu nhi. Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam. Các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc. Mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.